dụ như mà mình muốn muốn phát quà thì phải thông báo trước bao nhiêu ngày vậy chứ? Đúng rồi, phải báo trước ngày hai ngày á. Dạ, để cho mình là mình khách gọi điện cho người ta nguyên ngày luôn á. Dạ. Ví dụ 200 phần phải gọi điện từng người luôn á. À, dạ. Biết có ai chạy tốn không cho chú chạy? Gợi ý. Gợi ý á. Đấy chính là anh Hợi. À, anh Hợi có gợi ý với anh Tú là Trưng có thể làm cách nào để cho vịt nó vô nó ăn đều. Nặng cho bật ra bật vô hả anh? Dạ, vô nó không bị xích cái nắp gì, nó dở đi luôn. Đến giờ anh lên gắn vô đó hả? Gắn vô đó rồi nữa anh gỡ ra, đặng mình bỏ thức ăn vô đúng không? Bỏ thức ăn, mình chỉ cần tháo cái nắp lên nè. Cho nó dưới dính lại phải không? À. Tú xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đang đến với kênh Tú Trinh Vlog. Cho Tú mến chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Xin chào cả nhà. Hôm nay thì Trinh với Tú cho vịt ăn xong thì cũng được Mạnh Thường Quân, nói chung là chị hay là cô thì cũng có nói với Trinh là giống như là Mạnh Thường Quân muốn giúp đỡ cho cái cô chú mà bị mù quá cả nhà. Thì cô hỏi Trinh, chị hỏi á, thì chị hỏi là cái chỗ Sóc Trăng á là nghe nói có làng mù, thì Trinh cũng hỏi thăm hôm ngày thì Trinh biết được là chỉ có làng Cùi là hồi xưa anh Tú làng Cùi, còn mù á là giống như là hội người mù. Hội người mù là giống như là người ta muốn làm một cái hội để cho mọi người mà người ta không thấy đường mà người ta muốn giống như muốn phấn đấu muốn làm việc á thì người ta sẽ dạy nghề ở đó, cho nên gọi là hội người mù. Thì hôm nay để Trinh đi vô trong đó để Trinh giống như là mình khảo sát rồi mình lại mình hỏi cô bao nhiêu phần, tại vì cô hỏi Trinh thì Trinh cũng chưa biết. Nhờ chắc là nếu mà đông quá thì Trinh sẽ nói với giống như là quản lý ở đó, coi sóc ở đó thì người ta sẽ biết là cái hoàn cảnh nào khó khăn, là muốn giúp đỡ bao nhiêu phần để Trinh hỏi. Nói chung là bây giờ là bữa nay là Trinh với Tú là chỉ giống như là lần đầu tiên mà Trinh với Tú giúp đỡ và giống như là làm một nhịp cầu nối với một cái gọi là một cái hội á, cho nên là Trinh phải vô đó hỏi rồi như thế nào rồi Trinh mới về để thông báo lại cho chị cho cô biết ha. Thì hôm nay Trinh sẽ lại hỏi bao nhiêu phần, bao nhiêu người ở đó, mà Trinh nghĩ theo Trinh nghĩ là chắc là đông lắm, tại vì cái đó là gọi là hội người mù, thì các tỉnh sẽ tụ họp gì đó giống như là mọi người mà muốn làm việc đó tốt là tụ họp gì đó hết để người ta đào tạo cho mình có công ăn việc làm. Thì hôm nay Trinh sẽ vô trong hội người mù. Trinh cũng nói chung là công việc của hai chồng Tú Trinh á, làm ngày làm cái gì và là cái gì đó thì Trinh đăng clip trong một ngày đó, cho nên là Trinh sẽ quay cho cả nhà xem, coi như là hôm nay Trinh sẽ đưa cho cả nhà giống như là nhà sẽ đồng hành cùng gia đình Tú Trinh đi thành phố nha, đi thành phố chơi thành phố Sóc Trăng. Thì hôm nay mình sẽ đi dạo quanh thành phố Sóc Trăng, mời cô chú anh chị cùng theo chân và cùng đồng hành với hai chồng Tú Trinh để vô khảo sát như thế nào. Và cái bước ngoặt đầu tiên của Trinh giống như là Trinh với anh Tú lần đầu tiên đi làm, thì Trinh cũng mong cả nhà sẽ thương mến, thông cảm. Nếu mà hai chồng Tú Trinh còn gì đó mà thiếu sót thì mong cả nhà thương mến thông cảm cho hai chồng Tú Trinh. Nói chung là hai chồng Tú Trinh đã được cả nhà thương mến, giúp đỡ cho hai chồng rất là nhiều, anh chị rồi em rồi nói chung là cô chú rồi giúp đỡ Trinh quá nhiều, cho nên là Trinh sẽ dành một cái tình thương của Trinh chia sẻ đến những người còn những hoàn cảnh còn khó khăn. Mà nếu mà cô chú anh chị muốn có nhã ý muốn Trinh làm thì Trinh sẽ giống như muốn Trinh đi làm giúp đỡ cho người đó hay là giúp đỡ cho cái đó thì Trinh sẽ làm, tại vì cái đó là ước muốn của mọi người và cũng là ước nguyện của Trinh, là Trinh sẽ làm hết sức hết khả năng của mình, giống như là Trinh biết tới đâu thì Trinh sẽ làm ở đó. Chị muốn Trinh đi khảo sát cái đó coi như thế nào, rồi ở xóm Trinh bao nhiêu người nghèo, thì đó là ý tốt của chị, cho nên là Trinh xin nhận ý tốt của chị và Trinh sẽ xin nguyện làm nhịp cầu nói yêu thương của Mạnh Thường Quân đối với các cô chú mà gặp cảnh khó khăn. Thì ở đây hàng rào thì anh Tú tự nhà tự làm, thì mình làm tới đâu, ví dụ mình có công việc thì mình ngưng được cả nhà. Tại vì bên Tú cũng chưa cắt á, dạ, Tú cũng còn đúng nguyên nguyên lưới, còn cái nào cắt Tú cắt rồi là Tú đã làm xong rồi, cho là hai chồng Trinh cũng yên tâm để đi làm. Thì bây giờ Trinh với Tú sẽ đi đến đó, rồi còn cái mớ này thì để ngày mai hoặc là khi nào Tú có thời gian thì Tú sẽ làm, hoặc là chiều nay không chừng, nói chung là Tú rảnh lúc nào thì Tú sẽ làm lúc đó. Đây thì Trinh với Tú cũng chạy tới trường Thánh đó. Đường vô trường Thánh.
Để chọn màu chói nhất. Ở đây thì từ Trường Khánh mà nó chạy chắc cỡ 8 cây không anh? Đúng. Vậy hả? 2 cây à? Đúng rồi, sao là lúc nào ở chùa là cũng có chồng cây xanh không sao? Con cũng không biết là hôm nay con khảo sát đi coi. Dạ.
ở tại trong này thì có khoảng trên 30 người thôi, 30 là hội viên là học tập và làm nghề sâu ốc ở tại hội. Dạ. Đúng rồi, còn quý mạnh thường quân mà muốn phát đó là từ 100 hoặc là 200 phần trở lên thì phải gọi có cái danh sách. Dạ. Hội có danh sách sẵn rồi, bắt đầu gọi các liên hệ với các cái huyện lên tập trung lên đây. Dạ. Thì trong quá trình ta lên đây thì lại tìm xe ôm thì mất cả 100.000 rồi, cho nên là cũng là một cơ hội cảm và cân đối với mình quản mình thì cho hội viên người ta phải khó khăn một chút. Dạ. Dạ, dạ. Với lại như ví dụ như mà mình muốn muốn phát quà thì phải thông báo trước bao nhiêu ngày vậy chứ? Đúng rồi, phải báo trước ngày 2 ngày á. Dạ, để cho mình khách thì gọi điện cho người ta nguyên ngày luôn á. Dạ. Ví dụ 200 phần phải gọi điện từng người luôn á. Dạ. Cảm ơn chú, thì hôm nay con cũng đại diện cho chị ở bển để giống như lại đây để coi như thế nào rồi bao nhiêu phần quà cho chị biết để chị gửi về. Dạ. Thì như là chú nói thì ở đây không phải là làng mù mà là hội người mù, thì giống như ở các tỉnh, các huyện, các xã thì chú sẽ gọi lên đây. Hiểu như là nếu mà cô chú muốn giúp đỡ cho các cô chú mà gặp cảnh khó khăn đó thì cũng giống như là xin thêm tiền xe cho mấy cô chú đi về. Dạ. Ở đây cũng có cái chương trình mình số mạnh được quân tham gia cho nhà cửa nhà. Dạ. Nếu mà đi xe đi về cũng hết 100.000 người rồi. Nên các huyện lên đó, đi về 100.000. Dạ. Còn kêu với huyện xa nhất như ngày năm là Vĩnh Châu là không dám kêu, xa lắm. Mấy cái đó thì xa. Xa quá. Thì nội dung là mấy đứa con đang để nói hỏi đồng chí gì đó. Dạ. Bây giờ thống nhất để hỏi ý kiến cái mình từng quay. Vậy số điện thoại, có gì thì có điện chỉ trước. Dạ. Điện trước 2 bữa thôi. Dạ. Đây nãy trình lại cái chạy ngang cái lò tàu hũ á. Trình mua cái này 6 miếng à. 2 4 6 miếng. 6 miếng tàu hũ. Bây giờ trình trụng qua nước sôi ha. Trụng nước sôi cho nó ra cái mỡ mà người ta chiên đó. Ở đây thì hồi trình xuất cà. Cái cà thì có cà, dưa leo với xà lách để mình lót ở dưới. Giờ thì Trinh vớt ra. Với Trinh mua thêm miếng cái này gọi là heo quay á cả nhà. Tới là miếng miếng vậy nè. Ngồi mình chắc sắp sắp thôi, mình bỏ cho nó đẹp. Giờ Trinh vớt ra, cái Trinh để cho nó ráo, Trinh chẻ nó ra mỏng mỏng ra. Ở đây thì tàu hũ á, Trinh cũng rửa vào nước lạnh rồi luôn rồi ha. Giờ cái nước tương nè, nước tương thì Trinh cũng bỏ vô xíu bột ngọt. Nó ớt lại, ớt lại khoảng 5-10 phút rồi đem chiên. Chiên nó xuất trà, chiên cho nó giòn lại cái nhà. Cho nó thấm đều cái mình đem chiên. Ở đây thì Trên Nguyên Tú đi ngang thì cũng có mua thêm một cái ống, cái gọi là cái này ống gì anh? Ống nhựa. Ống nhựa cái nhà. Thì đặng giống như tháng mưa nè, quá tháng mưa nước luôn nè cái nhà. Rồi mình làm cái ống nhựa vậy nè, rồi mình bỏ thức ăn vô á, nó không có bị dơ. Chứ giờ cái bao thì Tú phải giặt thấy cực quá. Đây là hai chồng Tú Trinh nói là mình nuôi nhiều á, thì mình giờ mình chế ra cho cái gì để cho nó tiện lợi. Để đây Tú mua ống nhựa nha. Cái ống nhựa này, ống bự hơn Tú. Thì giờ Tú sẽ cắt để giống như là cho cái phần thức ăn á, mình bỏ vô đó để cho vịt nó vô nó ăn. Hôm nay mưa quá, mưa luôn, trên sợ quay chắc cả nhà nghe ồn quá. Quá trời mưa lắm rồi, mặt khắp luôn. Tắt máy nữa anh. Tối sẽ tắt theo tiền ngô, cái anh Tú bỏ thức ăn nữa đó cả nhà. Bỏ thức ăn lên vị bắt đầu thì thứ nhất nó không có sình mà dịch nó ăn đều nữa. Con nào thì nó vô đều, con đó nó không có bị chiên cút nhau á. Chứ giờ ở ngoài giờ xình lầy quá cho nên là anh Tú phải chế ra gì nè. Cái lúc mà mình cho nó ăn á thì mình dở ra cái nhà, dở ra bỏ dưới nè, cho nó ngập dưới luôn, rồi xong thì nó thụt mỏ ra đây nó ăn nè. Thì anh Tú phát lỗ cho đến cuối luôn để cho nó đừng giành giật nhau mà nó cũng không dơ nữa. Rồi xong là xong mà nó không bị dơ. Còn thôi hiện giờ nó dơ quá. Rồi anh Tú sẽ đóng giống như cái hai cái cây để chống nó lên anh Tú. Giống như là mình để nó để đỡ lên á. Đỡ gì làm cho đừng có đụng mặt sình nó không có dơ. Này là Tú tự nghiên cứu mà như cái này là biết của ai chạy Tú không cho Tú chạy. Gợi ý. Gợi ý á. Đó chính là anh Hợi. À anh Hợi có gợi ý với anh Tú
là Trinh có thể làm cách nào để cho vịt nó vô nó ăn đều, à, ăn đều mà ăn cho từng con. Thì Tú thấy là Tú đâu thử nên Tú chế thử cái này, thì Tú chế thử từng khuôn như này cả nhà. Thì vịt mới đầu tiên nó chưa quen, nhưng mà tại vịt xuyên Trinh mới nuôi á thì chắc có lẽ là mình tập từ lúc nhỏ là nó sẽ quen, nó tới giờ ăn nó sẽ lợi vô đây nó ăn nè, nó đều hơn là mình cho ăn rải chung với nhau, nó có con ăn được con không được, nó không được đều. Ở đây thì em cảm ơn anh Hợi đã gợi ý cho em nha, em cảm ơn anh rất là nhiều. Có những ăn là được sức khỏe, làm ăn thì tính tấn tới luôn, trong nhà được sức khỏe luôn nha. Ở đây Tú làm gì nè cả nhà, nhưng mà hôm nay trời mưa gió cho nên là làm có không kịp rồi. Bây giờ anh Tú làm rồi Tú để đây, là tới ngày mai đi, Trinh hẹn biết sau thì Trinh sẽ quay cho cô chú anh chị xem rõ hơn anh Tú để gì nè, để cho vịt nó ăn sao. Rồi chắc em nghĩ là cả nhà cũng đang trông chờ háo hức coi kết quả con Tú như thế nào. Ở đây thì Tú tự chế mấy cái nắp này như thế này, Tú đi hỏi ra tiệm có mấy cái này lặn cho bật ra bật vô anh, vô nó không bị chiếc cái nắp gì nữa, gỡ đi luôn. Đến giờ anh lên gắn vô đó hả, gắn vô đó rồi nữa anh gỡ ra, đặng mình bỏ thức ăn vô đúng không? Bỏ ăn mình chỉ cần tháo cái nắp lên nè, cho nó dưới dính, dính lại phải không? Dính lại. Em như nó còn một bên dính bên thì nó khép vô giống như cái cửa mình á, cửa xiếp á, mà bên xiếp vô bên thì dính lại. Cũng như nhờ anh Hợi gợi ý cho anh Tú mới là Trinh có thể làm cách nào để cho vịt nó ăn được đều hơn ở nhà. Thì sao Tú mới làm chèn nắng với nhau để xiếp hà, để nó xiếp theo hàng để cho nó con lớn đều nhau á. Mà xin nghĩ là cái con vịt bự chắc là nó chưa có theo ý mình được, tại nó quen rồi. Chỉ có vịt sơ sau này, vịt nhỏ, vịt chim á, đó là Trinh làm nó mới theo ý mình được, tại nó còn nhỏ. Nhưng mà Tú thử làm cái này nóng trước cái trò gì nữa hay sao? Thì nào được phải tính tiếp hả? Tính tiếp. Thì nó đỡ hao thức ăn với đỡ dơ cái nhà, mình bỏ vô anh Tú dở cái ấm đi em đi. Đây mình giờ mình bỏ vô đây nè cả nhà, bỏ thức ăn vô đây. Em Tú nói làm, Tú làm cái miếng cho nó lật qua bên kia, nhưng mà nó vẫn dính lại chứ không rời. Xong rồi bỏ thức ăn vô mình đậy nó lại, mình đậy nắp nó lại thì vịt nó sẽ mổ vô cái lỗ này nè nó ăn. Rồi xong rồi á, ăn xong rồi thì mình có thể lấy nước á, mình xối từ trên dưới cho cái ống nó sạch luôn. Không, sau này mình nếu như mình có để, nhưng mà mình để nghiêng rồi mình để cho nó cho nó xuống luôn nha. Đúng rồi, ở trên đầu đó cái mình dở mình xối cái hụt nước xuống đi luôn rồi. Vậy đó, ví dụ mình có cột để thẳng lên rồi nhưng mà đậu nghiêng vậy nè, cao 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 nghiêng rồi thẳng xuống luôn. Như cái đầu này thì mình để cao, đầu kia mình để thấp xíu. Bữa nay mưa gió quá cái nhà, tới hồi à. Mưa tới ngập nước ở trên nè, quá cả mưa luôn. Rồi Tú cũng mong cho quý vị để coi hình ảnh với cái clip sau coi tính hành động đi nha. Giờ mưa quá giờ. Nè cả nhà, Trinh qua cho cả nhà xem là mưa giờ nước ngập lên tới clip giường nhà Trinh luôn nè. Cái hầm cá lớn quá, hầm cá treo với Tú đi hết á. Dạ, hầm cá treo với Tú, hầm cá lóc lên đây thì cũng đây nó cũng đó em. Không, em sợ nó đi đường kia kìa. Đường chạy ra kìa. Đây là cả nhà, cái hầm nước bây giờ là nó lên tới trên luôn nè, ngập nước luôn, mưa một đám mưa hết hồ luôn. Này trên mà ngoài ăn chay. Ngoài ăn chay. Cô nhâm mà cô chú. Gia đình ăn chay hay cho vui. Cái trà này để trên sắt. Nhéo giờ. Sắt ra cái mình bóp bỏ cái hồ. Nó ấy rồi. Nắng quá đó. Rửa nó tư rồi. Trời này nó không nắng luôn mà nó giống như nó nóng quá. Mình bóp mấy hộp ra bỏ ha em. Cà chua ha, có giá đó nè. Mấy ngàn ký. Ai trồng cà chua tiếng này vô luôn ha. Cái gì chứ nó vô chứ không vô đâu. Tại vì cái gì nó cũng có người ta làm khó được. Khó trồng nó mới mắc á. Khó trồng á mới mắc. Như cái thời tiết á cái nhà. Thời tiết giờ khó trồng đồ. Nó giống như ớt mẹ, trồng được thì nó rẻ. Còn mà khó trồng mới mắc. Chứ cà thì Trinh hồi nãy Trinh quên. Nói chuốt là nghĩa là mình bầm bầm ra mình Trinh sắt kiểu này. Mình sắt về để mình bóp hộp ra. Bóp hộp ra xong rồi mình rửa sạch rồi đó mình ha bầm nó ra. Giờ ở này thì lỡ rồi. Lỡ thì sắt gì, ngồi bầm sao. Về thì nó dễ bóp hơn. Thì tàu hũ nè, chiên chiên cho nó giòn lại. Nó nặng hồi mình xuất cái cà đó nha. Ăn cho nó ngon. Cái này là cà chiên giớt nha. Rớt ra bỏ vô cái lược dừa nè. Mình cho nó nấy cái mỡ, cái dầu á. Cái này là
như là thịt ba gọi ở nhà thì Trinh cũng đảo chảo cho nó giòn rồi ha. Dầu trên cái tàu hũ á, những khi ở chỗ này nó giòn. Chỗ này là cà nè, Trinh bóp hộp rồi Trinh cắt hạt lựu Trinh bỏ vô đi. Rồi nè, nãy hạt nguyên bỏ rồi nè. Này sao? Đây thì nhà chị không có ấy, đây là chị mẹ bỏ muối đường ngọt với chút xíu nước mắm chay vô. Dạ chính mình chế nó lên. Rồi chuẩn cơm ăn. Rồi dạ. Giờ thì bữa ăn chay vợ Tú thì cũng làm xong. Con mời mẹ ăn cơm. Đúng, mời cô chú anh chị ăn cơm gia đình Tú luôn. Mẹ ăn cơm, xin mời cả nhà dùng cơm với gia đình Tú Trinh nha. Mời cả nhà ăn cơm. Con mời ngoại, con mời ba, con mời mẹ, mời với ăn cơm. Con mời ngoại, con mời ba, con mời mẹ, con mời ăn cơm đi con. Ngoại ăn chay cái ăn chung với ngoại cho vui. Chứ ngoại thì đi chở đi Hùng đi học á. Nên là ngoại ăn mình lên ở nhà. Chim cũng mời ở nhà ăn tàu hủ luôn nha. Chủ tịch là nắm giống như là chú dòm coi sóc mấy người trong đó thì chú nói là nếu như mà con muốn cho thì cho khoảng từ 100 tới 200 phần, tại vì mấy người ở trong đó mấy người mà không cha không mẹ này kia mà không có nhà cửa mẹ lỡ trong cái hội đó để mà massage này nọ là ba mấy người. Còn cái hội là các tỉnh các nơi lại giống như là nếu mà mình có ít khoảng 100-200 phần á thì không có kêu mấy tỉnh mà kêu mấy ở xã gần gần địa phương gần gần đó thì lại thì ta lại thì ta cũng phải tốn tiền xe cộ, cho nên là chú thấy nếu mà kêu người ta lại kêu mọi người lại lấy quà thì cũng mong mạnh thường quân giúp đỡ cho mọi người có tiền xe. Mình tiền xe là mỗi người 100 ngàn để mọi người có xe có tiền để đi lại đó nhận quà. Xe ôm, xin tiền xe ôm nó để về nói chuyện sau. Chứ không phải làng mù như tụ liễn hả? Cái đạo người mù tụ liễn trước cửa trên đó thì cũng nằm trong cái hội người mù luôn á. Mà chú nói rằng có là ông liễn là ở cụm tường ở đây nhảy này ở gần nhà con. Chú nói vậy hả? Tú quay em thấy Trinh ăn chảy nước miếng à. Ngon lắm Tú. Thơm. Ăn thơm thì thơm vậy, ngon. Ngon. Làm ngon vậy. Tớ xíu quét vô. Tớ xíu quét cũng ngon, mà cái này mình làm này cũng ngon mà. Chấm với rau. Cái này ngon.
sao thì biết làm ngon. Thì hôm nay Trinh cũng đã đến hội người mù để thông báo với chị là chị muốn gửi 100-200 phần gì thì chị thông báo với em, rồi em nói với ở trong đó thì để người ta sắp xếp cho mình. Thì hôm nay thì Trinh chỉ mới đi khảo sát cho chị với quý mạnh thường quân biết là có hội người mù. Ở trong cái hội đó thì người ta nói là mình tùy theo khả năng của mình, mình muốn cho 100 phần 200 phần đó thì mình thông báo cho người ta biết trước. Nếu như mà Trinh muốn đi vô đó thì phải thông báo cho chú biết trước khoảng 2 ngày hoặc 3 ngày để chú điện thoại cho mấy hộ mà giống như là người mù á, người ta sẽ lợi đó mới mình mới cho quà được. Thì Trinh cũng cảm ơn cả nhà đã thương mến xem video của gia đình. Trinh mới chúc cả nhà lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Giờ thì video clip của gia đình Tú Trinh xin được kết thúc. Trinh xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Tôi xin chào cả nhà. Xin chào mọi cô chú.